các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Diện Trần ABC, Phương Pháp Chữa Bệnh của Người Việt Nam. Đây là cuốn sách mới nhất của Diện Trần, xuất bản năm 2008 của tác giả Bùi Quốc Châu. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Y Học xuất bản về Diện Trần. Đó là đến năm 2009 thì thầy có xuất bản tại Pháp, sau đó là đến năm 2018 là thầy xuất bản tại Việt Nam, nhà xuất bản Y Học. Thì cái cuốn này có cái gì đặc biệt, và có nhiều người hỏi mình là có cuốn này mới, thế thì nó khác gì với những cái cuốn cũ? Thế thì mình và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu xem là cuốn sách ABC này thì nội dung của nó bao gồm những gì. Tức là sau một thời gian mình xem ấy, thì mình đánh giá là cái cuốn này là cuốn tổng hợp nhất của Diện Trần, đầy đủ nhất của Diện Trần. Thế thì mình khẳng định ngay là những cái người mới học Diện Trần ấy, hay là các bạn mới đi học Diện Trần ấy, là mua cuốn này là cuốn hay nhất, đầy đủ và tổng hợp nhất. Tuy nhiên có một những cái kiến thức khác nó vẫn có ở những cuốn sách khác, thì tí mình và các bạn sẽ cùng nhau theo dõi. Đầu tiên là cái cuốn sách này là lời tựa giới thiệu về Diện Trần của một người học giả nước ngoài, bác sĩ giải phẫu và nhà nhân loại học. Thì ông này có kết luận là căn cứ vào toàn bộ phát minh của ông, giáo sư Bùi Quốc Châu đó, người ta phải công nhận rằng giáo sư Bùi Quốc Châu là một thầy thuốc thiên tài và một ân nhân của nhân loại. Và một cái lời rất là tôn kính và tốt đẹp dành cho thầy Bùi Quốc Châu. Ở đầu cuốn sách này thầy có lý giải cái hệ thống các thuật ngữ. Thì mình đánh giá là cuốn sách này được xuất bản đầu tiên ở nước ngoài, nên là cái bố cục của nó rất là rõ ràng và nó rất là khoa học. Thì định nghĩa các thuật ngữ này á, thì ở các cuốn sách của Diện Trần thì có được đề cập, nhưng nó không được đầy đủ như thế này và rõ ràng như thế này. Thầy có giải thích hết sinh huyệt là gì, rồi chẩn đoán trên mặt như thế nào, các phác đồ điều trị như thế nào, các đồ hình phản chiếu ra sao. Thì tiếp theo là cái phần lời lái đầu. Thì thầy có lý giải tại sao thầy lại chọn trên khuôn mặt, rồi làm sao mà thầy tìm ra được một hệ thống các đồ hình này, rồi da nó quan trọng như thế nào, rồi giới thiệu sơ qua về những cái dụng cụ đặc thù của Diện Trần, đồ hình sinh huyệt. Phần tiếp theo thì thầy có một bài viết rất là sâu sắc, Diện Trần giữa truyền thống Việt Nam và y học hiện đại. Cái này thì mới đầu thì chúng ta đọc thì mọi người nghe thì thấy là nó hay hay thôi. Tuy nhiên thì cái này nó chính là nền tảng của Diện Trần các bạn này. Truyền thống và hiện đại của Diện Trần, nguồn gốc trong truyền thống Việt Nam. Thì các bạn đều biết rồi, Diện Trần nó xuất phát từ văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Thế thì những người mới thì cũng đọc qua cái này, và nhất là những người đã học sâu rồi, những người đã làm thầy Diện Trần rồi, và những nhà nghiên cứu thì mình nghĩ là phải đọc kỹ cái bài này. Thầy viết rất là sâu. Cái bài này cũng là bài thầy viết ở cuốn sách ABC ở Pháp, nhưng mà lần đầu tiên là được dịch sang tiếng Việt và mọi người được tiếp cận với những cái bài viết như này. Thì đây là những cái bài mới mà chỉ có trong cái cuốn sách này. Cái phần thứ hai là cơ sở lý thuyết của Diện Trần điều khiển liệu pháp. Thì cái phần này thì thầy cũng đã đề cập ở trong cái cuốn sách này rồi, sách Diện Trần điều khiển liệu pháp, cuốn màu cam đó. Thì cái này thầy trình bày là các thuyết của Diện Trần điều khiển liệu pháp này, rồi đến các thuyết của Diện Trần, các thủ thuật trong Diện Trần, phạm vi điều khiển của Diện Trần, rồi tiếp theo là cơ sở lý thuyết của Diện Trần. Thầy có trình bày hết các thuyết ở trong này. Thì cái này cũng đều được đề cập trong cuốn này rồi, Diện Trần điều khiển liệu pháp màu cam rồi. Đó. Rồi tiếp theo cái phần 4 là những quy tắc và thủ pháp tác động cơ bản. Thầy có trình bày là 8 quy tắc tác động, không dùng huyệt ở đây, thì các bạn phải đọc kỹ cái phần này. Thì cái mình phải tác động như thế nào, chữa như thế nào, thì trong này thầy có đề rất rõ và rất là cụ thể. Đó, rất là cụ thể ở trong này. 8 nguyên tắc tác động không dùng huyệt, các bạn phải đọc kỹ phần này. Hướng dẫn chung các nguyên tắc để mình sử dụng các dụng cụ. Rồi tiếp theo là thủ pháp thực hiện các kỹ thuật của Diện Trần. Ở đây thầy có hướng dẫn một số cái kỹ thuật như là ấn, rung, gạch, lăn, gõ, cào, cách bảo dưỡng dụng cụ, vân vân. Các kỹ thuật hơ nóng, chườm nóng, chườm lạnh. Đấy là cái cách kỹ thuật để sử dụng các cái dụng cụ này. Và trong cuốn sách này thì thầy có giới thiệu sơ qua về một vài cái món dụng cụ. Đấy, độ khoảng 9-10 món dụng cụ ở đây. Đấy. Tuy nhiên thì ở đây thầy không giới thiệu hết được, mà cái cuốn sách này, cuốn sách đồng ứng này mới đề cập được hết 100 món dụng cụ, tên gọi và kỹ thuật sử dụng dụng cụ ở đây. Ở trong cuốn sách này thì chỉ đề cập được khoảng chục món thôi. Như vậy là để mà các bạn xem được đầy đủ
về 100 món dụng cụ và cách thức sử dụng nó sao sao thì các bạn phải xem một cái cuốn đồng ứng này. Ở đây thầy chỉ giới thiệu cụ thể thôi. Thì đúng là một cái cuốn sách này nó đã dày được thì không thể gộp được tất cả vào đây được. Tuy nhiên là đối với những người mới tiếp cận ấy, thì mình đọc cái cuốn ABC này là đã là tương đối là khái quát rồi, là tương đối là bao quát rồi. Đấy, còn chi tiết hơn các bạn phải xem một cái cuốn sách này. Thì các bạn lưu ý rằng này, những cái dụng cụ chính hãng của thầy Châu ấy, thì bao giờ cũng ghi rõ địa chỉ. Đấy, địa chỉ rồi ghi rõ là cái số điện thoại. Số điện thoại của nhà thầy, trung tâm sản xuất của thầy. Hàng nhái thì nó chỉ ghi chỗ này, trên cán nó chỉ ghi là Diện Trần Điều Khiển Liệu Pháp hoặc là ghi là Vina Massage thôi, chứ không ghi số điện thoại như thế này, không ghi website và không có địa chỉ xuất xứ rõ ràng. Thì các bạn lưu ý là phải mua đúng cái hàng chính hãng để đạt được cái hiệu quả tác động là cao nhất. Thì ngoài Sài Gòn các bạn có thể đến nhà thầy, ngoài Hà Nội thì các bạn có thể đến trung tâm Diện Trần Việt, có địa chỉ là số nhà 27 ngách 15/20 phố Hồ Tùng Mậu, và truy cập website là dụngcudiệntrần.vn. Quay trở lại với cái cuốn sách ABC này, thì bây giờ mình tiếp theo cái phần là phần số 7 là các đồ hình phản chiếu. Thì trong cuốn sách này thầy có đồ trình bày là khoảng 32 cái đồ hình phản chiếu, 32 đồ hình này. Tuy nhiên là để các bạn mới đầu để tiếp cận cái đồ hình này thì chưa có những cái lời lý giải trong cuốn sách này, thì các bạn chỉ cần nắm sơ qua như này. Các bạn cứ xem là cái người bệnh nhân, người ta đang bị bệnh ở cái phần nào thì mình sẽ tác động vào cái hình vẽ ở cái bộ phận đấy trên khuôn mặt để chữa cho người ta. Ví dụ người ta bị đau vai thì mình tác động vào cái hình vai chỗ này, đau đầu cào ở cái hình đầu này. Đồ hình màu đỏ này tác động phần phía sau lưng, màu xanh này tác động phần phía trước mặt cho cả nam và nữ chứ không phân biệt nam nữ. Đó, thì mình tác động bằng cách dùng cây giò gạch hoặc là dùng ngải để hơ. Đó, đây là đồ hình ngoại vi và bổ sung bằng các đồ hình khác, và đây đồ hình nội tạng. Thì ở cái đặc biệt ở cái cuốn sách này ấy, là in màu rất là đẹp và giấy rất là chắc chắn. Đấy, in màu rất là đẹp, phải nói rằng đây là cái cuốn sách mà in đẹp nhất từ trước đến nay của Diện Trần, in màu. Nó cũng giống như cuốn này đấy. Cái cuốn này thì ABC này thì nó đầy đủ hơn. Thì cách thức chi tiết sử dụng những cái hình này và cách đọc các đồ hình này ạ, thì mình sẽ có một cái bài viết mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết ở sau, hoặc là có các video hướng dẫn ở trên lớp mà mình dạy cho mọi người ấy, thì mình có cho mọi người thực hành và mình có nói chi tiết cách phân biệt những đồ hình này, khi nào thì dùng đồ hình nào. Thì cái này thì các bạn phải đọc thêm nhé, hoặc là xem các video tiếp theo của mình, hoặc là đến lớp mà mình sẽ hướng dẫn trực tiếp, hoặc là sau này mình sẽ mở các khóa học online. Rồi, tiếp theo là cái phương pháp xoa bóp phản xạ hệ đa chiều. Thì thầy có hướng dẫn ở đây là các động tác xoa mặt, có mười mấy cái động tác, 12 động tác đấy, thì các bạn đã đọc ở đây, hoặc là các bạn lên mạng là có các video rồi. Rồi động tác xoa chân. Rồi tiếp theo là cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì lần đầu tiên cái kỹ thuật này được đưa vào trong sách giáo khoa, thì trong này có đề cập rất là chi tiết rồi. Đấy, có viết rất chi tiết ở đây, các bạn xem ở đây, và trên mạng có các video của mình hướng dẫn rồi. Rồi các vi hệ thống phản xạ đa hệ, thì cái này là các đồ hình phản chiếu thôi. Tuy nhiên thì mình thấy là trong cuốn sách này ấy, là đề cập chỉ được vài trang, không rõ và chưa có hình vẽ nào cả, thì cái này nó là thiếu. Tức là cuốn sách này nó thiếu cả một cái phần đầu của cái cuốn sách đồng ứng này. Đấy, thì các bạn chắc chắn rồi, các bạn phải trang bị thêm cái cuốn đồng ứng này. Thì ở đây người ta vẽ hết các hình, thầy Châu đã vẽ hết các hình đồng ứng ở đây. Thì trong cái cuốn sách ABC này thiếu hẳn cái phần đồng ứng. Như vậy là các bạn mua cuốn này, tuy nhiên các bạn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn vẫn phải tìm, xem, đọc những cái đồ hình đồng ứng ở đây và bổ sung thêm các phần dụng cụ ở đây. Như vậy là ngoài cái cuốn sách ABC này, các bạn cần phải trang bị thêm là cái cuốn đồng ứng này. Rồi tiếp theo, phần cuối này thì thầy có đề cập đến các huyệt của Diện Trần. Đấy, huyệt Diện Trần. Các huyệt tương ứng với các bộ phận trên cơ thể thì đều có ở đây. Đấy, có liệt kê rõ và tác dụng của các huyệt đều có ở đây. Và cái bảng tra huyệt, và bên này là sơ đồ huyệt. Trong cuốn sách này được trình bày rất là rõ ràng, và cái hình nó in rất là rõ, các bạn mặc dù nó bé này thôi nhưng các bạn đã có thể xem được rồi. Sau đó là ở đây là các phác đồ điều trị hàng đầu. Thì cái này mình đánh giá cao cái phần này. Cái phần này thì in nó rất là rõ và có vị trí của từng huyệt rồi cho những người mới.
Những người mới chỉ cần nhìn vào đây là có thể đã làm được rồi. Và ấn theo, và các bạn yên tâm rằng gì, có ấn đúng vị trí hay là ấn lân cận nó đều có tác dụng. Và có ấn nhầm thì cũng không sao cả, các bạn cứ yên tâm là không có vấn đề gì cả. Nhiều người rất là sợ, lại bảo hỏi là em ấn nhầm thì có sao không. Câu trả lời là không sao cả. Và hoàn toàn là nó theo thuyết nước chảy về trụ trũng và thuyết chảy về lợi, thuyết lân cận nó đều có tác dụng các bạn nhé. Ở đây có tất cả các phác đồ chữa rất là nhiều bệnh. Thì cái này là phần rất là hay của cái cuốn sách này. Và có rất nhiều bệnh các bạn có thể tìm thấy ở đây. Đấy. Sau đó là đến cái phần phần dưới này, thầy có đề cập là tác dụng và vị trí của các huyệt ở đây. Thì cái này nó giống như trong cái phần sách này. Đấy, trong phần sách này. Đấy. Tác dụng của 100+ huyệt đều có ở đây. Đấy. 128 huyệt quan trọng hàng đầu của Diệu Trần. Đó. Các bạn đọc xem ở đây, và nó, thầy có vẽ luôn cả vị trí ở trên này, nó rất là rõ ràng. Đó. Ở dưới này thầy có viết một số cái bài mà tham khảo. Ước mơ lớn của tôi, Diễn Trần Việt Y Đạo góp phần làm dạng danh y học nước nhà. Những cái bài viết rất là tâm huyết của thầy, và mình đọc được mình hiểu thêm về Diễn Trần. Đó. Rồi ở đây là những cái tình hình phát triển của Diễn Trần những năm gần đây. Đấy. Như vậy là cái cuốn sách này á, là thầy bắt nguồn từ cái cuốn sách ABC Diễn Trần xuất bản ở bên Pháp. Sau đó 2018 thầy in lại cuốn này. Cuốn này coi như là một cuốn tổng hợp lại từ đầu đến cuối. Và nó rất là rõ ràng, in rất là đẹp, mà có vị trí các huyệt ở đây. Thì theo mình thì các bạn mới học Diễn Trần ấy, thì các bạn nên trang bị cái cuốn này. Đấy, hoặc là làm quà tặng giới thiệu cho mọi người thì giới thiệu cuốn này cho người ta cuốn này. Thì cái cuốn này coi như là tổng hợp đầy đủ và in rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì các bạn nghiên cứu sâu hơn và chi tiết hơn về những cái đồ hình đồng ứng ấy, thì là các bạn thêm trang bị thêm cái cuốn đồng ứng này. Đấy, thêm cái cuốn đồng ứng, và ở dưới cái cuốn đồng ứng này nó có thêm cụ thể hơn về các cái dụng cụ, và có cái hình vẽ rất là nhiều về cái đồng ứng. Ngoài ra các bạn thêm được 4 cái cuốn căn bản này. Cuốn này cũng viết một số bài mà trong cái cuốn ABC không có. Đó. Và thầy có chú giải chi tiết sâu hơn về những cái đồ hình phản chiếu mà trong cuốn ABC không có. Và có thể thêm cuốn ẩm thực dưỡng sinh, và thêm cuốn hướng dẫn sử dụng dụng cụ này nữa, âm dương khí công, ABC không có. Theo mình ấy, thì các bạn mới đầu các bạn trang bị 6 cái cuốn Diễn Trần căn bản như này là coi như là ổn rồi. Cuốn số 1 là cần nhất, cần thiết nhất là cuốn ABC. Cuốn số 2 là cuốn đồng ứng. Đấy. Cuốn số 3 là cuốn Diễn Trần điều khiển liệu pháp xoa bóp, hướng dẫn sử dụng dụng cụ. Tiếp theo là các bạn hoàn thiện hơn bằng cái cuốn lý thuyết này, nó bổ sung cho cuốn này mà một số bài viết mà cuốn này không có. Sau đó là ẩm thực dưỡng sinh, ăn uống đúng phép, và cuốn âm dương khí công. Đó. Thế thì đây là những cái cuốn 6 cuốn sách mà căn bản bậc nhất mà các bạn cần phải trang bị. Và mới đầu thì các bạn nên tiếp cận với cuốn này, và nên đọc những cái cuốn sách giáo khoa này, tại vì đã được thành quy chuẩn rồi, kiến thức nó đã chuẩn rồi. Đọc xong cuốn này và đọc kỹ những cuốn này thì mới được. Và lời khuyên rằng các bạn đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, tại vì thầy viết rất là cô đọng và xúc tích. Và đây chính là một cái kho tàng, kho tàng rất là quý báu, rất là quý báu mà thầy đã dành cho chúng ta. Và thì mình nghĩ rằng nó cũng không nhiều để cho mình mất thời gian mình đọc đâu. Chẳng qua là mình phải nghiền ngẫm, mình tìm tòi và mình ứng dụng nó, mình sẽ thấy cái hay của nó. Và trong suốt quá trình thời gian vừa qua mình đã hướng dẫn rất là nhiều khóa học rồi, hơn 50 khóa học rồi, mình đọc đi đọc lại thì mình còn tìm thấy rất là nhiều cái điều hay của cuốn sách này. Và mình nghĩ rằng là mai sau như thế nào chăng nữa thì nó thực sự nó là bảo bối rất là quý giá cho bản thân mình, cá nhân mình và cho các thế hệ học viên sau này. Chúc các bạn sẽ khai thác được cái kho báu mà thầy Châu đã trao tặng cho chúng ta. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.